Rồi xuống. Thôi mày đi luôn. Xuống đi luôn. Nước cạn à. Bận tụt. Đó, đó, đó. Đó. Đưa vô luôn, đưa vô luôn. Đây đúng má con cá bự. Cá chơi quá. Cá bự. Chạy đâu chạy. Đó ngay 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 cái sào lên mày. Chạy luôn rồi, ra luôn. Đó, đó còn. Còn. Đó. Ngay cái chính giữa cái sào kia kìa. Ừ đó. Bên kia, bên kia. Bên kia kìa. Ừ đó. Chạy ra luôn rồi. Đủ mẹ cái vậy? Đó ngay chỗ cái đầu ngón giò mày á. Chạy ra chạy lên rồi. Lên là phải thấy chứ. Không, lặn đi lẹ. Kỳ ba. Sao chạy được quá. Thẳng xuống kia luôn đi mày. Con lắp hay con chơi vậy? Chơi. Con nó bự bự á. À bự mà nó vậy đó. Phải. Xuống luôn. À, cái gì? Đi nữa hay gì trời. Còn nằm ở đó. Đi gì nữa, đi ngay sào giữa sào mà đi gì. Nó cái bự quá, đi luôn rồi. Đi rồi. Mày thấy cái chơi không? Tao đâu có để. Nó bự quá. Cái hàng đó nè, cái hàng đó. Lớp trong không? Đó, cái lóc. Cái chơi. Chơi. Chu, cái chơi. Sáng. Được một anh nè, đây. Một anh cá chơi chào bá lửa luôn. Cá chơi quá bự mọi người ơi. À. Lụm xong. Sao con nó không đi đâu mà. Cái chị vàng. Có cá chơi hay không? Bỏ ốc. Đổ. Bỏ ốc có chơi bỏ ốc các bạn ơi. Đổ ốc luôn. Làm nó sao mày? Hả? Cầm ngay chỗ cái mang á. Bắt nó vậy. Ừ. Má cá chơi. Lóc con, lóc con. Một anh lóc nữa. Đang giật giật. À, được sáng giờ được có con cá anh em ơi. Giờ đang ngồi nghỉ mệt, chích nãy giờ cũng nửa tiếng mệt quá. Ê, con lươn. Lươn. Siêu. Ủa đâu vậy? Siêu. Tôi ra. Lóc mày hứng gì con cặp kìa.
Ủa, rắn 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 nước bỏ vô, bỏ vô bánh ra, bánh ra bỏ vô ai về ai đâu nhỏ đâu vậy là bự rồi đó. Trời đụng má nó chích con ta giật. Lương anh em ơi. Lương. Con nữa hay gì? Nó bắt cua đi, hỏi ăn cua chưa? Lóc hả? Lắm gì? Ờ, một con cá lóc. Nắng hộ trong kia mày. Hứng bình nước rô. Lương. Cái gì giật vậy? Lương thôi cua rồi bắt luôn. Đó, ừ. Ui. Cua. Lấm. Ui da. Yeah. Cầm cá đi mệt hả anh Sang? Mệt chứ. 4 kg á. À. Đâu con này chết rồi. Đâu? Đây, yeah. Được như đây cá nha anh em. Mẹ con này được con cá chơi bự ra. Đưa mẹ chưa? Đưa. Phân lẻ hả? Mẹ nó chắc còn chứ. Cua nha anh em. Đây cái món canh chua cá đồng của mình đã hoàn thành rồi nha anh em. À, cái này là trứng của con cá con cá chơi nè anh em. Trứng bầu trứng nữa. Đây là trứng của nó. Mày anh em nha, trứng cá trước nha. Béo cực kỳ luôn các bạn. Rồi anh dùng thử cái món này thôi coi sao. Má không lên cho tôi. Ngon quá. Ngon sôi lắc đầu anh. Anh sao? Thôi. Mời cả nhà nha. Yeah, ngon dữ ha. Thấy cảm nhận sao anh? Thành quả của mình mà, ngon. Rồi, bye bye. Thử trứng này. Trứng cá nha anh em. Ít hay nhiều quá trời. Ăn đi, ăn thoải mái đi mà. Cá mày bắt, tao đâu có bắt đâu. Sao anh, ngon không anh? Quá dạ. Dạ.
Thôi giờ thì tắt đi. Thôi chào tạm biệt tất cả anh em nha.